Ở video lần này sẽ về vì sao ngôn từ bạn sử dụng lại quan trọng. Tôi quan sát thấy rằng rất nhiều người thường bất cẩn với ngôn từ mà họ sử dụng. Bạn nên ghi nhớ rằng bạn có thể là nạn nhân hoặc bạn có thể là một nhà lãnh đạo, nhưng bạn không thể là cả hai. Nếu bạn nhìn vào một người nạn nhân, rất nhiều tính chất nạn nhân của họ là kết quả của ngôn từ mà họ dùng. Từ ngữ bạn dùng có thể làm gia tăng năng lượng của bạn hoặc giúp bạn sáng tạo hơn. Ngôn từ của bạn có thể cho phép bạn làm những điều vĩ đại. Hoặc từ ngữ của bạn sử dụng phủ nhận tài năng của bạn. Từ ngữ bạn dùng có thể làm giảm năng lượng của bạn. Ngôn từ của bạn có thể làm tổn hại những khả năng lãnh đạo của bạn. Vì vậy, mỗi ngày bạn có thể lựa chọn trong công việc và ở nhà, ở ngoài đường với những người lạ mặt. Bạn có thể phát triển từ ngữ của một nạn nhân hoặc ngôn ngữ của nhà lãnh đạo. Trong video này, tôi sẽ đưa ra một vài quan điểm góc nhìn của tôi về điều này. Ngôn từ chứa đựng sức mạnh. Chúng đã từng tàn phá các quốc gia. Hãy nghĩ đến những kẻ độc tài. Họ sử dụng ngôn từ của sự căm thù, của sự độc hại, của sự tàn phá, khiến cho những người xung quanh họ đôi khi có những hành động khủng khiếp. Và hãy nhìn vào những con người như Nelson Mandela, hay Martin Luther King, hay mẹ Teresa, hay những nhà sáng lập doanh nghiệp, những nhà truyền đạo hay những nghệ sĩ vĩ đại. Họ rất chú ý đến những ngôn từ mà họ dùng. Ngôn từ của họ có khả năng nâng người khác lên, và đó chính là điều những nhà lãnh đạo làm. Họ sử dụng ngôn ngữ của một nhà lãnh đạo. Hãy nhìn vào một nạn nhân, họ luôn nói, tôi có một vấn đề ở đây, tôi rất sợ điều này, hoặc tôi ghét vị khách này, tôi ghét công việc này, hoặc tôi chán ghét những ngày như này, tôi kiệt sức quá rồi, hay tôi không thích điều này, cô ta không thích tôi. Đây chính là những từ ngữ của sự tiêu cực độc hại. Và từ ngữ bạn dùng giống như một tấm kính phản ánh cách bạn nhìn ra thế giới. Đây là một góc nhìn sâu sắc. Bạn không nhìn ra thế giới với đúng bản chất của nó, mà thông qua lăng kính của bạn. Ngôn từ của bạn hình thành nên lăng kính của niềm tin ấy. Ý tôi là lăng kính niềm tin và bộ lọc cá nhân của bạn về thực tế, không thực sự dựa trên thực tế, mà nó chỉ là kết quả của những từ ngữ mà bạn tiếp nhận từ khi bạn được sinh ra. Khi bạn là một đứa trẻ, bố mẹ dạy chúng ta những ngôn từ mà chính họ được dạy từ khi họ còn bé. Và nếu như họ sử dụng từ ngữ của một nạn nhân, như kiểu, con không thể làm được đâu, ba mẹ ghét điều này, ba mẹ mệt mỏi với mấy điều này, tiền không mọc ở trên cây đâu nhé, hãy là những người bình thường thôi, nếu con thành công con sẽ bị ghét đấy. Tất cả những thông điệp bạn tiếp nhận từ bố mẹ, từ truyền thông và từ thế giới xung quanh, hay từ những người bạn đồng trang lứa, chúng sẽ nâng chúng ta lên hoặc sẽ hạ chúng ta xuống. Hy vọng rằng tôi đã làm rõ quan điểm này với các bạn. Chúng ta nhìn thế giới này thông qua bộ lọc cá nhân của mỗi người. Có nhiều bộ lọc cá nhân điều khiển hành vi và cách ứng xử của chúng ta được hình thành từ những ngôn từ chúng ta được dạy và thu lượm. Do đó, điểm mấu chốt để giúp bạn tạo ra cú nhảy vọt về năng lượng, tư duy, năng suất, sáng tạo, kết quả trong công việc và kết quả trong cuộc sống đến từ việc bạn sử dụng từ ngữ một cách thông minh. Như tôi đã nói ngay từ đầu, hầu hết tất cả mọi người rất vô ý thức trong việc sử dụng từ ngữ của họ. Đó là lý do vì sao hầu hết mọi người không đạt kết quả vĩ đại. Sau đây sẽ là một vài cách gợi ý giúp bạn chuyển đổi ngôn từ. Đừng nói về những việc bạn ghét, hãy nói về những điều bạn yêu. Đừng nói về những vấn đề, hãy nói về những cơ hội. Đừng nói về những điều làm bạn mệt mỏi, hãy nói về những điều gây cảm hứng cho bạn. Đừng nói về quá khứ của bạn, hãy nói về tương lai. Đừng nói về những thứ làm tan nát trái tim bạn, hãy nói về những điều khiến trái tim bạn rộng mở. Đừng nói về những điều khiến bạn nản chí, hãy nói về những điều nạp đầy năng lượng cho bạn. Đừng nói về những điều đang không có hiệu quả trong cuộc sống của bạn, hãy nói về những thứ đang có hiệu quả. Đừng nói về nỗi đau của bạn, hãy nói về những điều làm bạn hạnh phúc vui sướng. Và nếu như tôi đang ngồi huấn luyện cho bạn ngay bây giờ, tôi khuyến khích bạn, sau khi xem xong video này, hãy bắt đầu ghi chép. Và ghi chép là một thói quen bạn nên áp dụng hàng ngày.
John Didion từng nói rằng, tôi không biết tôi nghĩ gì cho đến khi tôi viết xuống. Hãy nghĩ về điều đó. Tôi không biết tôi nghĩ gì cho đến khi tôi viết xuống. Do đó, ngay sau khi kết thúc video này, hãy lấy ra một tờ giấy trắng và kẻ một đường ở giữa trang giấy. Một bên cột viết là từ ngữ của nạn nhân và bên cột còn lại hãy ghi từ ngữ của một nhà lãnh đạo. Sau đó hãy viết xuống tất cả những câu nói của bạn đã và đang sử dụng thuộc về cột từ ngữ của nạn nhân và cột bên kia hãy viết xuống những câu nói của một nhà lãnh đạo. Đó là những ngôn ngữ mà bạn sẽ cam kết sử dụng mỗi ngày để bạn có thể bắt đầu sử dụng từ ngữ của một người thuộc đẳng cấp thế giới mà tôi đã cho bạn ví dụ. Làm bài tập này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng. Sự rõ ràng sẽ dẫn đến sự tinh thông. Tóm lại, bạn được sinh ra để trở thành một nhà lãnh đạo chứ không phải là một nạn nhân. Và khi bạn chuyển đổi ngôn từ, bạn sẽ nhận ra những sự chuyển biến trong năng lượng, sự tập trung, sự tự tin và kết quả của bạn. Khi bạn bắt đầu sử dụng từ ngữ một cách đúng đắn, bạn sẽ bắt đầu nâng tầm sự nghiệp, đời sống cá nhân lên một đỉnh cao mới. Và đoán xem, đó là những việc bạn được sinh ra để làm.